thế giới Minecraft đang yên bình thì bỗng dưng có một căn bệnh xâm chiếm. Nó gọi là đại dịch Scoop. Nó lây lan ra tất cả mọi thứ, từ mặt đất, cây trồng cho đến công trình. Các con rận sẽ tấn công mọi loại sinh vật mà nó thấy, kể cả người sắt, và nhanh chóng lây lan ra toàn thế giới và không ai có thể thoát được. Các bạn hãy đoán xem, liệu trong 100 ngày, Bon có thể ngăn chặn được đại dịch này và khôi phục mọi thứ trở về như cũ được hay không? Đây là series sinh tồn 100 ngày siêu khó, Minecraft Đại dịch Scoop. Hôm nay Bon sẽ đi tìm thành phố cổ đại, sẵn đó mình nâng cấp cái ba lô lên Netherite để có thêm nhiều ô trống. Ôi, quá trời chỗ trống đã. Bon sẽ lấy con ngựa đi và hôm nay Bon sẽ đặt tên cho nó. Và tên của nó sẽ được đặt theo một cái bình luận được nhiều like nhất ở tập trước. Đó chính là Scott Warrior. Ok, khởi hành thôi. Bây giờ Bon sẽ đi về hướng bắc, đi qua một cái hồ băng. Ê, con mòng biển cất đồ ăn cái đã. Trời, không còn lần nữa đâu bạn à. Nguy hiểm ghê chưa, nguyên một gia đình nó luôn đứng phục kích Bon sẵn này mấy bạn. Hay là mình tỉnh táo á. Rồi bây giờ thì băng qua cái... Ủa, ê cây gỗ vân sam kìa. Ơi gần tới vậy luôn á hả? Trời, lần trước mình đi quá trời xa luôn, mấy ngàn block trời ơi. Bên tưởng là bên đây là đại dương hay là cái hồ băng hay là gì đó, không có gỗ vân sam đâu, ngu ghê á. Ê mà mình quên mất là gỗ vân sam nó cũng mọc ở khí hậu lạnh. Ê mấy bạn, Bon tìm được thêm một ngôi làng nữa nè. Thì tính ra chơi cái mod pack này đi có chút xíu là gặp một ngôi làng nha. Làng nhiều lắm á. À, ngôi làng này văn hóa hơi khác nha. Để xem, để mình check room coi có gì nha. Thì cũng toàn là đồ ăn thôi mấy bạn. Có đồ ăn rồi, bây giờ Bon sẽ lấy ngựa và đi. Vì những biome gần đây toàn là rừng không à, nên là ngựa di chuyển chậm lắm. Thì để tìm đường đi dễ hơn, Bon sẽ tắt shader và kéo tầm nhìn lên 64 cho nó dễ nhìn đường. Được. Cái bài của đèn vâu hát sao ta? Em ơi đi trốn với anh, mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh. Cử con ngựa một mình anh chồng chành, mình phóng tầm mắt đến chân trời mới toanh. Đây, chân trời mới toanh đây. Ui nhìn xa đã thiệt chứ. Bây giờ Bon cần tìm một ngọn núi tuyết thật là cao. Để coi nằm hướng nào ta. Ý, bên đây có ngôi làng nè, chỗ đó cũng cao đó, thôi mình lại đó nha. Tới nơi chắc ngủ liền cho trời sáng chứ ban đêm hơi khó đi mấy bạn. Ủa, ế bị kẹt lá hỏi. Úi. Úi, cá sấu kìa. Bớ người ta cá sấu lên bờ. À, giả bộ miếng hôi, dễ gì cắn được mình. Mấy bạn ơi, mình ghé làng ngủ nghỉ xong giờ làm gì nữa? Tất nhiên là ăn trộm rồi. Kế bên cái ngôi làng này tự nhiên có cái công trình bằng đá. Tự nhiên mình xin ngay mấy bạn, có khi nào đây là một cái stronghold không? Nên là Bon nhốt con ngựa lại rồi đào vô xem thử coi có gì trong này. Ê, nhưng mà vô đây lại là một cái lăng mộ của con phù thủy xương mấy bạn ơi. Mấy bạn nhớ không? Nhưng mà lần này thì Bon tìm được một cái rìu lửa. Nó có ghi là nếu mà đánh trúng quái sẽ bị free fire trong 6 giây. Tội gì mình không test thử đúng không? Và kết quả nó như thế này. Tuy hơi yếu nhưng mà đánh cũng vui mấy bạn. Tại vì nó chưa phù phép mà đánh vậy là được rồi. Nên là Bon sẽ giữ cây này lại. Có việc thì Bon sẽ sử dụng. Đi thêm 2 ngày nữa thì Bon đã tìm được một ngọn núi tuyết. Vừa hay là dưới chân núi cũng có một ngôi làng. Nên Bon vào trong làng để gửi tạm con ngựa. Ở lại vui vẻ nha, Scoop Warrior. Ồ cái tên khó đọc quá à. Giờ kêu nó là Cúc hay Hoa ta. Thôi kêu Cúc nha. Thôi Cúc ở lại đây vui nha. Đi chỗ này cũng bán tính bán nghi mấy bạn. Tại vì cái ngọn núi tuyết này nó chưa đủ cao. Thông thường thì Bon nghe nói là phải cao khoảng 200 block á. Mà cái ngọn núi tuyết này nó đâu đó khoảng 107-108 thôi. Thôi mình đào thử hên xui coi có gì dưới đây nha. Không có thì lên. Và cái chỗ của Bon đào không có gì thiệt mấy bạn. Thôi đi lên. Chà, mất mấy tiếng đồng hồ nãy giờ đi không có gì sùm hết trời. Ui, Enderman. Sao Enderman lại ở đây ta? Xem tọa độ là nó ngay dưới chân mình luôn. Nè ảnh à, đây. Ở dưới hai mình có nhiều chỗ trốn lắm nên đâu sợ. Chấp hai con cũng được. Nó giỡn chứ hai con chắc chết. Ê, trời má, thiệt luôn. Hai con nè. Sao chơi? Lỡ gáy rồi bỏ chạy hèn quá các bạn cho nên là. Cái gì nữa? Một bộ não đã được sinh ra. Ủa cái này là một cái ổ dịch nữa hả ta? Thôi kệ đi, nói chung là. Úi. Ê, tưởng con nào bắn sonic beam chứ. Ôi mấy cái con Enderman này nó cà chớn lắm mấy bạn. Kiểu như đánh đấm là phụ thôi chứ Bon thấy nó làm màu là chính á. Nó hay hù lắm nha. Giờ Bon đào gần tới chỗ có hai anh này. Cái tìm cái góc khúc á. Mình mở một ô thôi, mình lấy cung mình bắn. Thấy không? Ủa? Ê nghe gì không? Sao có tiếng tim đập kìa? Scott đang xâm lược. Ngay chỗ mình đứng luôn á hả? Tự nhiên nghe tiếng tim đập cái rén ngang mấy bạn. Giờ cười sẵn luôn á. Mục tiêu của mình là tìm thành phố cổ đại chứ phải đi đánh mấy con này đâu. Nè nè, quân xâm lược tới nè. Ủa sao có một con à? Ê xâm lược có một con à mọi người. Để coi nó tính làm gì mình nha. Xâm lược mà một con thì làm ăn kiểu gì? À đu, bậy rồi.
Một bầy luôn chứ không phải một con. Nhưng mà có vẻ như Bon đang gặp may mấy bạn. Tại vì ở dưới chân mình là một cái hệ thống đường hầm á, nên mấy con này nó spawn ở dưới chứ không phải ở chung với cái hang của mình. Đâu rồi, mở một cái lỗ ra nhìn này. Mà cũng hơi ít. Ê, bạn nghe tiếng gì không? Cảm giác như Enderman đang đứng gần mình, tính bắn mình hay gì. Diệt xong mấy lính lát này cái mình xuống mình xử con Enderman sao. Nè, nó ngay dưới chân nè. Không sao, nó đâu lên được. À! Ê, nó lên được. Nó lên được. Mẹ con này. Sao không dịch chuyển lên ngay từ đầu đi. Đợi đúng lúc mình không đề phòng cái nó lên giật cái mình. Chạy. Ê mà Bon để ý cái sóng âm con Enderman thổi yếu xìu rồi mấy bạn. Nó không có được mạnh như con Warden. Chắc là do nó ốm á. Đó, thấy không? Mấy này ốm hút thuốc nhiều phổi hư hết rồi, đâu có thổi nổi đâu. Mấy bạn muốn khỏe mạnh giống Warden thì đừng hút thuốc nha. Mày. Hết sợ rồi, nó mà không lên đây thì nó chỉ ăn mũi tên của mình chết thôi. Ôi, easy. Còn một con nữa chứ nhiêu. Chấp 5 con luôn cũng được, ra hết đây. Sẵn đây xử lý luôn đám lính lát coi. Sao tụi nó bu đen bu đỏ chỗ này vậy ta, có gì đây đâu. Ê, đá cuội, có cái dungeon ở đây. Hèn gì mà để đông dữ. À quên, đập cái lòng spawner là được rồi. Trời ơi, dám tụ tập đây ha. Tất cả đứng yên, giơ tay lên. Ui ui ui. Đánh mình luôn mấy bạn, manh động không. Cầm đuốc cho sáng khám xét hiện trường coi. Tàn trữ chất cấm ha. Tịch thu. Để mình làm cái đường chặn cái đã. Mở cửa nó không xong vô được. Ê mấy bạn coi nè, mình mở cái lỗ này cái nguyên đám nó bù đen luôn. Giống như đang xếp hàng mua vé đi coi ca nhạc, đi coi Blackpink hát vậy. À mà mình cũng Blackpink nè. Rồi lại đây mấy em Bon Rose hát cho mấy em nghe nha. Lửa hân thu. Quên. Bon còn phải đi tìm một con Enderman nữa. Với lại đi tìm xem coi cái tiếng trái tim đập ở đâu. Hồi nãy nó hô là có một bộ não được sinh ra. Thì bây giờ Bon phải đi tìm nó mới được coi nó là cái gì. Tại bây giờ Bon có vaccine rồi, mình có thể phá hủy nó được. Đây, đi đúng hướng rồi nè. Bon đi về cái hướng trái tim đập á. Càng gần thì tim đập càng lớn. Với lại nghe cái tiếng nó lây lan ra rất là rõ ràng. Mấy bạn thấy không, lan nhanh ghê nè. Đường cái là giờ mấy con quái nó ít có spawn ra như hồi nãy. Tại nhờ mình đã chặn đứng được cuộc xâm lược á. Ủa dễ hói hả. Và đây, Bon cuối cùng đã tìm được cái chỗ phát ra tiếng tim đập. Nhưng mà nghe cái tiếng thì Bon có cảm giác như cái tiếng tim đập nó nằm ở bên dưới á. Có cảm giác như nó được bao bọc bởi nhiều lớp lắp á mấy bạn. Giờ mình thử đào xuống nha. What the hell, cái gì mà hú dữ vậy. Ê, wait a minute. Cái tiếng này không phải tụi scope. Con Warden. Nó bắn chết thiệt á, thôi chạy. Ê nhưng mà lỡ con Warden nó ngửi ra tụi Scott thì nó có đánh không ta? Đứng hóng thử coi, lỡ mà nó đánh thì tụi kia dụ con Warden đi chỗ khác được á. Đó nó ngửi được rồi đó. Ê nó đánh kìa. Hên vậy mấy bạn, tụi Scott nó dụ con Warden đi chỗ khác rồi. Bây giờ mình lại mình đập cái trái tim thôi. Cái kén của nó coi vậy chứ cứng lắm mấy bạn. Mình cầm cúp Netherite đập nó mà giống như cầm cúp sắt đập hắc diện thạch vậy đó. Đào lâu ơi lâu. Vì đợi này chờ rất là lâu nên là Bon sẽ tui nhanh cho mấy bạn xem thử nha. Trời má, 2 phút để đào xong một cục như vậy. Ước gì mình có TNT mấy bạn ơi. Mà giờ thì không có, thôi phải đào tay rồi. A few minutes later. Ui, tới cái lỗi của nó nè. Đây, Bon sẽ chế tạo linh hồn thuần khiết, cái mà có thể phá hủy được cái lỗi này. Ê, mình click chuột phải không được. Rồi, phải đào tay rồi. Ủa kỹ ta. Yeah. Trời ơi, cuối cùng cũng đã phá hủy được cái lỗi nó rồi. Cả tiếng đồng hồ. Quái nó không spawn ra nữa, mấy cái cục scope nó cũng không lan nữa mấy bạn. Finally. Vậy là Bon đã ngăn chặn được thành công rồi đó. Ở đây, mặc dù đây rất là xa, nhưng mà nhờ vậy thì Bon cũng đã biết cách cứu làng của mình rồi. Ok, đi thôi. Đi tìm Ancient City. Trước khi về mình xem qua một cái hang ở đây cái đã. Hồi nãy nếu mình chui ra thì trông sẽ như thế nào ta. Ui, cái hang nhỏ xíu. Warden nó mà dí mình là không có cách nào mà chạy được chứ. Có vẻ như ở đây sẽ không có thành phố cổ đại. Mình phải đi hang khác rồi. Ui, trời ơi má ơi. Chạy. À, trời ơi, hết hồn. Có táo vàng rồi nè, con Enderman chết tiệt. Chà, nó đâu mất tiêu rồi ta.
Hình như nó sợ Bon rồi, tìm nãy giờ không thấy nó luôn. Thôi, tranh thủ mình lên về. Bon quay lại ngôi làng lấy con ngựa và đi. Cách đó không xa, Bon cũng tìm được một ngọn núi tuyết khác mà nó còn có làng nữa. Rồi về ngủ thôi. Ui 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 ui, tuyết lún. Chết rồi, con ngựa. Cây sẻn đâu rồi, cây sẻn. Đây. Rồi, bình tĩnh nha. Rồi, ok, sắp xong rồi, đợi xíu. Cước warrior bị lạnh có chút xíu, làm thấy ghê. Còn lúa táo vàng được nhiều lắm, ngựa không chết được đâu, yên tâm. Lạnh miếng thôi. Xong rồi, cái cuối cùng nè, đứng yên. Cho ăn để lại máu nè. Rồi, ok, giờ lần cái đường thoát ra nữa là xong. Không ai, đi thôi ngựa ơi. Ui, sao vẫn còn bị mù ta. Ui, đi đường nào giờ. Ê, nó bị kẹt cái nữa rồi. Ôi, con ngựa nó mất tiêu rồi. Trời ơi, ngựa ơi, báo quá, ngựa ơi. Không thấy đường sao ra ta, có khi nào ngựa chết trong đêm vậy. Ê, thấy rồi. Đó, đi hướng này ra nè. Cuối cùng cũng thoáng, trời. Đi xa lắm rồi, cái này mà ngựa mà chết là cút bộ về xỉu luôn á. À, cho ngủ ké chú ơi, mình nằm kế bên ổng luôn. Ngày hôm sau trời sáng nên Bon cũng rời khỏi ngôi làng. Trước khi đi, Bon cũng dọn tuyết sơ qua. Ở đây tuyết lún nhiều nên nguy hiểm lắm. Gấu nữa. Mình và Scott Warrior cũng có một chặng đường khá là dài, từ vượt đèo đến lội suối, không biết qua bao nhiêu ngày đêm luôn. Và cuối cùng Bon tìm được một cái khe nước rất là lớn. À, vậy còn sâu nữa. Vì an toàn nên Bon để con ngựa ở lại, đánh dấu ghi nhớ lại tọa độ, xong một thân một mình phi xuống. Ok, có cảm giác như ở đây có Ancient City á. Ui da. Ôi thiệt luôn, trời, chỉ có đúng một ô này thôi mà mình rớt vô chúng luôn. Hết dữ vậy. Đồ, ở dưới này có cái hang lớn quá. Bên nghĩa ở bên kia nó sẽ. Ê, Ancient City nè đúng không? Đúng rồi. Xuống luôn. Whee. Yeah, sau nhiều ngày cuối cùng Bên cũng đã tìm được Ancient City. Đầu tiên là lấy len nè. Con đảo trên mạng á, đặt mấy cục len này nó không có kích hoạt khối cảm biến âm thanh. À, nhưng mà Bon chưa có dịp thử, cho nên hôm nay là lần đầu tiên Bon sẽ thử cách này. Nhưng mà mình khá tự tin đó. Cái rừng đầu tiên nè, được không? Ôi, im ru. Giờ tới cục này. Ôi. Ủa tại sao nó kêu vậy ta? Trời ơi, tự nhiên rung tay quá. Đa số những lần trước mà Bon xuất Ancient City á, mình tìm được cánh rồi, cái Elytra rồi. Ví dụ như qua đình nó xuất hiện thì mình có thể mặc cánh vô mình bay đi được, hiểu không? Lần này không có cái gì hết, không có táo vàng phù phép luôn, không có cánh luôn, có cái nịch. Giờ mình đi đánh qua đình là có thiệt á, có series mới. Dạ, lo lắng quá, cái này che chắn kỹ ghê á. Thử nha. Hết hồn. Hồi nãy chỉ là tai nạn thôi mấy bạn, bây giờ Bon mới mở thiệt nè. Cái đậu xanh cũng hên, mới có 2 lần thôi đó. Mình đủ 4 mảnh eco sát rồi nè. Hết len nè, lấy thêm len nè. Ui, à hên quá, trên đây không có gì hết. Ủa nó có nè, sao nó không kêu? À ní, rớt mạng hả? Giờ mình sẽ lấy cái cục hú hú này, nó là nguyên liệu cuối cùng mà mình cần. Rồi cục cuối cùng, một cục này nữa thôi nha, xong cục này Bon sẽ bỏ chạy. À, báo rồi. Nó có ra không ta? Không ra. Ê, nó ra. Chạy. 36 kế tẩu vi thượng sách. Bỏ chạy là đúng nhất rồi mọi người ơi. Ui, cái tiếng nó ngay sau lưng mình luôn, kế bên luôn. Ê, nó theo mình hả? Ảnh rồi ta. Ôi kìa. Thì gớm không? Lù kìa. Cuối cùng cũng được hít thở không khí rồi. Chuyến đi thành phố cổ đại này cũng khá là thành công đó. Tuy là không có táo vàng phù phép nào hết, nhưng mà Bon cũng đã tìm đủ nguyên liệu rồi. Ê, lan chiếc mặt kìa. Ôi, công nhận mình đi xa ghê. Bận về thôi mà cũng tốn hơn 1 ngày. Về nhà, việc đầu tiên Bon làm là gom hết nguyên liệu để chế tạo cây kiếm này. Nó có kỹ năng đặc biệt nhưng mà cần phải đánh tụi Scott để sạc. Ok, giờ thì phù phép xương xương, gặp ổng ba, sửa chữa. Ok, tạm thời thì vậy thôi. Mạnh cũng ngang ngửa cây kiếm kim cương á mấy bạn. Nè, cho mấy bạn coi nè. À, đã không? Ui, nó dài quá ha. Lấp lánh. Vẫn còn 2 món vũ khí đặc biệt còn lại mà Bon chưa có tìm được. Bởi vì cái nguyên liệu cuối cùng Bon cần tìm chính là một cái sừng của con dê. Con dê thì chắc sẽ sống ở vùng tuyết. Chỗ này mình chưa đi nè, đi thử. Đường đi đến đó cũng dễ đi lắm mấy bạn. Tại nó có sông băng nè. Chèo thuyền lướt nhanh lắm, trời ơi đã không. À. Ý, ở đây có một ngôi làng nữa nè. À, nhưng mà mình không cần gì hết. À, theo ký ức của Bon thì con dê chắc phải sống ở chỗ nào đó cao cao chứ hả. Ở đây thì không cao lắm.
cái gì đây? Ê, con này là con tuần lộc nè đúng không ta? Ê, hai con tuần lộc nó hút nhau nè mấy bạn. Ôi, nghe tiếng không? Thịt này chắc ăn ngon lắm. Dứt. Con tuần lộc nó kêu giống con bò rống ghê á. Trời gần tối luôn rồi và mình vẫn chưa thấy con dê nào hết. Ở đây chị... Ủa, con gì á? Ê, Creeper nè. Creeper có sừng, Creeper tuyết. Con này dữ không ta? Ê, nó không thèm đánh mình luôn kìa. Để mình lấy bóng tuyết mình chọi nó thử coi. Ê, nhìn nó hiền quá à. Nó như con nhện vậy, nó hiền ghê á. Nó di chuyển thì chậm nè, đánh thì cận chiến nè. Tiếng kêu thì y chang con Creeper bình thường luôn, nhưng mà không gây sát thương gì hết trơn á. Có thể là do bon mặt giáp. Thôi, à, mình cho nó đi ngủ sớm đây. Con rớt ra gì vậy? Một cục lén. Nà ní. Ui da, ê con gì đây? Tê giác hả? Ôi nó đánh đau quá hả? Con này con tê giác mọi người. Ê, ủa không, nhìn nó giống con heo hơn. Nè, nó rớt ra thịt heo nè. Ui sao nó giống tê giác quá vậy? Hết hồn. Các bạn có đang thấy cái bọn thấy không? Một con Enderman đeo ba lô. Nó phải giấu cái gì trong này nè. Để coi. Có gì quý hiếm đây không? Ui, kim cương không vậy? Nhưng mà đáng tiếc giờ mình netherite hết rồi. Cũng hên là ở đây có một cái tiện đồn của bọn cướp. Sẵn đây hay là mình làm mấy farm tô tầm luôn ta? Bon cũng cần mấy cái vật tổ trường sinh đó mấy bạn. À, bây giờ táo vàng phù phép đi tìm khó quá à. Thôi làm mấy farm đi. Ê, miếng đất ở đây cách đó 200m chắc ổn nè. Rồi, bắt tay vô việc luôn. Đầu tiên chắc mình cần làm cho nó phẳng trước. Sau đó là thấp xuống 2 block. Rộng ra cỡ 8 ô. Đặt xuống một cái bàn nghề cho dân làng. Tí nữa Bon sẽ dụ nó vô đứng ở đây nè. Đó, để dụ bọn cướp té xuống lỗ. Đào một cái hố 3x3 sau 21 ô. Xong, ở dưới Bon sẽ để rương đồ với lại lửa trại. Đó, sao mà sống nổi. Mình lợp một cái mái bằng slab để ngăn nước đóng băng. Cuối cùng làm phẳng đất xung quanh là xong. Vậy là Bon đã hoàn thành cái máy farm vật tổ rồi. Ủa khoan, vẫn còn thấy thiếu thiếu gì ta? À, quên đổ nước. Đây, để ra đặt bằng ly nước. Mình thiết kế một cái chỗ để lava nè. Cái này có thể đốt được những cái con Ravenger. Lắp nước để cho nó rớt xuống lỗ. Bây giờ Bon chỉ cần đi tìm lava và một ông dân làng về là được. Đường băng nhiều lỗ quá, để mình lắp lại. Mấy bạn coi con hải cẩu nè. Ơ, cái đầu làm gì vậy? Thục 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 kìa. Nhìn nó dễ thương quá à. Ức cười thiệt chứ. Rồi, làng đây rồi, có ai đây không? Căn này hai người nè. Ủa đâu hết rồi ta? Ủa người ta bắt cóc đi. Ôi, ngủ ngon chưa? Đây, để Bon lấy thuyền bẫy ổng nha. Vô. Chúc mừng bạn đã quay vào ô bị bắt cóc. Rồi giờ là trên đường trở về nhà thôi. Yên tâm, trời ơi, phi vụ này đi rất là an toàn. Chưa có ai chết hết. Đó, đó, thấy Bon lấy lụa không? Ông dân làng ngồi phía sau cũng yên tâm hẳn. Giờ đào cái đường này để trèo vô sát nè. À, quẹo vô, còn miếng nữa thôi. Làm một cái vách để mình ngăn ổng bỏ chạy nha. Đập chiếc thuyền, rồi vô đi chú ơi. Rồi, ê nhưng mà sao thuận lợi hơn mình tưởng nha. Bình thường mà Bon làm cái gì đó là nó phải sai sai hư hư á mấy bạn. Nhưng mà hôm nay đỉnh, đỉnh thật sự. Giờ thì lắp thêm cửa sập để mấy tên cướp bị té xuống. Lắp cho ổng kính đi để chứ không tụi nó không nhìn thấy ổng. Đi múc một xô lava nè. Đó, ok, hoàn hảo, bơ phẹt. Giờ thì, ủa bị gì vậy? Sao nó tràn ra rồi? À, mấy cái hàng rào gỗ này nó bị cháy. Bon phải đổi bằng hàng rào gỗ. Phải dùng gỗ bên địa ngục mới được. Ê, chết dân làng luôn rồi. Trời ơi, tội nghiệp ông dân làng quá. Banh xác. Chắc là Bon phải sửa này lại một chút. Đầu tiên là sửa cái miệng nó từ 3x3 thành 2x2. Bon nghĩ là chắc là phải hẹp lại chút xíu, cái này nó rộng quá. Múc nước xem thử nha. Ồ, ok, vừa đẹp, giờ cho 4 nước 4 góc thôi. Giờ mình phải qua địa ngục để mình lấy cái cây gỗ. Làm cái cổng theo kiểu speedrun sau quên rồi ta. Nước ở đây, y không được. Một cái trap door ở đây. À, giờ mới tới nước nè. Đặt cái trap door ra. Nước, đó, thấy không? Bon nhớ với bọn. Giờ đục hai cái lỗ dưới nè. À, múc lava đổ vô nè. Xong rồi mình dùng 6 cục hắc diện thạch còn lại trong rương đồ. Đi thôi. Nó không biết run lắm nhưng mà vẫn đi được mấy bạn. À, giờ biết tiệm cây đó ở đâu đây. Ê, hên vậy, ngay dưới đây luôn. Nhưng mà phải nhảy, nước thì không dùng được. Để Bon MLG bằng lúa nha. 2, 3. Dạ, quá quê quá. Quê quá à. Ok, thôi đi lấy gỗ rồi về, đổ nước. Xong, trời ơi, hoàn thiện. Tiếp theo là lại là đi bắt cóc dân làng. Xin chúc mừng anh là người thứ hai quay vào ô bị bắt cóc. Yên tâm, chuyến này đi rất là vui, mà còn an toàn nữa. Để Bon rip vài cái cho ông hết hồn chơi nha. Thấy ông này ông kêu nhiều hơn ông hồi nãy mấy bạn. Coi nè, phải liền.
Ê, cái đầu, ông bày cái nón. Ông bày cái nón mất tiêu rồi. Ai, chú cứ yên tâm, chuyến này an toàn lắm, mới có một người chết thôi. Ui. Ê, này hơi trầy trật nha. Ây da. Ủa sao lần này mình rip kỳ vậy ta? Ok, thôi về. Đó, lại ngăn tường dần dẫn vô nè. Lần này chắc chắn sẽ thành công. Rồi, vô đi chú ơi. Lên đây nè. Đi. Trời, tôi không có lừa đâu, nhìn mặt tôi giống lừa không? Gật đầu. Thấy ông dừng lại ông gật đầu kìa. Ông không tin mình mấy bạn. Ê, cái nãy chắc trùng hợp thôi. Nè, tôi đâu phải ăn cướp. Nhìn giống không? Quá, ông gật đầu hai lần luôn. Rồi, ngủ ngon rồi đã. Ê, có vẻ xong rồi. Mình sẽ đặt tên cho ông dân làng này là ông Sáu. Đó, ông Sáu. Ông Sáu đây vui vẻ nha. Chúc ông ngủ ngon nha. Ok. Rồi, giờ mình vụ cướp vô thôi. Thử coi. Hy vọng là lần này sẽ thành công. À, được rồi nè. Đám zombie này. Sao đông vậy? Nè, chui xuống lỗ đi. Sao không có con nào xuống vậy ta? Trời ơi, tôi quên đặt trap đó. Giờ thử lại nè. Ok, đó, hoạt động ngon lành rồi. À, vậy là bọn đã có vật tổ rồi mấy bạn. Yeah. Sau khi farm vật tổ chán chê thì bọn lên đường đi tìm con dê đây. Nhưng mà trên đường bên gặp 4 con chó sói mấy bạn. Ờ, đã không? 2 con husky, 2 con sói nâu. Địa điểm tiếp theo của 5 đứa mình là một cái núi tuyết. Thì lên đây bọn mình gặp phải mấy con rồng băng. Tụi này nó dữ lắm mấy bạn, nó cắn chết hết chó của mình luôn á. Ê, oh no. Từ từ, chạy con. Ê, chạy đi. Trời ơi, chết chó rồi. Rồi, hết cứu rồi, còn có 1 con rồi. Rồi, chết luôn. Mấy con chết tiệt này. Trời ơi, buồn thiệt chứ. Chết sạch. Oh no. Có vẻ đến đây là một quyết định sai lầm mà mấy bạn không tìm được con dê mà còn chết hết bầy chó nữa. Ê, khoan, cái gì vậy? Con dê. Trời ơi, con dê. Dê ơi. Khoan mà, trước khi đi bắt dê mình trả thù hết rồi đã. Mình sẽ giết hết tất cả những con rồng băng này để trả thù cho 4 con chó của mình. Mày hả ơi. Mùi nó đậm quá. Không sao, giáp này rai rồi. Mày mắc dạy. Đánh dạng xuống núi luôn. À, con cuối cùng nè. Ok, cuối cùng bên cũng đã trả thù cho 4 con chó thành công. Giờ thì quay lại săn dê thôi. Còn có một con nó bỏ chạy rồi, tha cho nó đi, cũng khôn á. Rồi, hello, xin chào mấy anh dê. Chuyện là mình cần mấy bạn hút vô cái con hình nhân này. Rồi, hút vô đi. À, đứng đợi. Ê, nó nhảy lên được hả? Ở cái tường 2-3 block vậy nó nhảy lên được kìa. Giờ bọn sẽ ngăn tụi nó đi bằng cách xây bức tường cao 8 block nha. Đố mày nhảy luôn. Giờ đứng đây quan sát thôi. Ý, hút kìa. Ôi nhưng mà không rớt cái sừng. Ủa, sao sừng mấy con này cứng quá vậy ta? Tụi nó có chảy sừng bằng canxi hay gì á? Ê, trời ơi, cái này tường cao 8 block á, nó nhảy ra được kìa. Thôi để bọn lắp lại thành 10 block luôn. Nhảy hả? Giờ thì có biến thành chim. Ê, nó thành chim thiệt kìa. Đây, giờ bố mày sẽ xây mái nhà, đố mày ra được. Ờ, nó hết ra được rồi mấy bạn. Giờ bên chỉ cần đứng ở trên đây rồi mình nhìn đến khi nào nó rụng ra cái sừng thôi. 1 hour later. Ôi, cái tiếng gì vậy? Ê, cái sừng. Đơm, cái sừng đầu tiên. Còn lại, giờ thêm cái nữa anh ơi. Cái nữa. Ây da. Trời ơi, mình tính cho nó ăn nó hút mình luôn. Ăn đi, ăn rồi đẻ đi. Đó, sinh sôi nảy nở ra nguyên đàn kìa, vui không? Đó, ê, được thêm cái nữa nè, yeah. Ok, vậy là có đủ 2 nguyên liệu rồi. Giờ gì nổi nữa, chế tạo liền 2 cái, nó có ghi là distance và area. Một cái sẽ bắn tầm xa, còn một cái là bắn diện rộng. Đem ra thử luôn nè. Tầm xa nè, diện rộng nè. Được, nhưng mà người dân làng không bị ảnh hưởng mấy bạn. Sao kỳ ta? Động vật thì sao? Ờ, động vật thì mất máu bình thường. Nhưng mà dân làng thì không ảnh hưởng. À, 2 chiêu luôn, bắn xa với lại bắn rộng, diện rộng luôn cũng vậy. Dân làng không bị ảnh hưởng. Ờ, nhưng mà cảm giác được bắn cái tia sonic cũng qua đền đã thiệt mấy bạn. Sướng gì đâu. Còn cái kiếm này xài sao ta? Ờ, nhấp chuột phải hả? Ơ, sao hết đồ bệnh rồi? Ủa gì hả? Ờ, cái này phải đánh tụi Scoop mới được mấy bạn ơi. Chứ đánh người dân làng hay mất không được. Như vậy hôm nay Bon đã có một chuyến phiêu lưu đi tìm đầy đủ hết nguyên liệu để chế tạo vũ khí. Bon đã có được một cây kiếm và 2 cái sừng dê xài rất là đã. Bon chỉ cần thiếu đúng 1 quặng bị nhiễm bệnh thôi. Và cái này chắc là Bon phải đợi một cái ổ dịch tiếp theo nó xuất hiện thì Bon mới có thể đào được. Ê, nhưng mà 2 cái sừng đã quá à. Bon muốn làm kỷ niệm quá à. Có ai muốn đặt tên cho 2 cái sừng này không? Mấy bạn để lại bình luận cho Bon biết nha. Ok, tập 4 đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập 5 nha. Bye bye.